Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại ngày hôm nay thì các bạn có nhìn thấy một cái địa điểm này nó rất là quen thuộc không ạ? Chính xác ra là nếu mà anh em nào mà xem nhiều video của mình thì sẽ biết ngay cái địa điểm này thôi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà anh Cường, shop Diều Sáo, Cường Tiền Lẻ, chuyên xỉ lẻ buôn bán tất cả các thể loại mặt hàng diều và sáo. Ngày hôm nay thì là ngày bao nhiêu Tết rồi nhỉ? Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 của Tết Dương rồi. Còn cái Tết âm thì đâu đó thôi, còn bao nhiêu ngày nữa anh Cường nhỉ? Dạ. Còn khoảng 15-20 ngày nữa các bạn ạ. Đấy. Thì là trong cái video ngày hôm nay anh Cường anh bảo là cuối năm rồi. Đấy, nó cũng là cuối năm rồi. Thì trong một năm thì nó sẽ có một đến vài cái sự kiện anh Cường anh ấy sale giá rẻ, gọi là thanh lý cho anh em giá rẻ, để có những cái dịp như thế này thì những cái bạn nhỏ mà gọi là kinh tế thấp ấy những cái bạn nhỏ gọi là kinh tế thấp đấy, kinh tế kém, không có nhiều tiền để chơi những cái con diều đắt tiền, thì ngày hôm nay những cái con diều đắt đấy, những con diều đắt đấy thì anh Cường anh ấy chắc chắn là sale thì giá nó vẫn rất là cao đối với các bạn. Thế cho nên là để phục vụ cho các bạn có một con diều để chơi Tết cho nó ngon lành ấy, trong cái dịp Tết này thì anh Cường anh ấy đã cho ra, cái bọn này đi xe ổn nhỉ, thì anh Cường anh ấy đã cho ra những cái sản phẩm và những cái con diều phải nói với các bạn là nó gọi là cực phẩm ấy, cực phẩm trong tầm tiền. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ muốn giới thiệu với các bạn, đi theo mình nào, đến tất cả những con diều ở đây mà anh Cường anh đang sale giá rẻ. Mình đếm sơ sơ ở đây chắc phải có hơn chục con, 2, 4, 6, 8, ôi đúng 10 con các bạn ạ, đúng 10 con. Thì vào thẳng vấn đề chính luôn, ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái con diều carbon lắp ghép nhé, carbon lắp ghép mà rẻ, nó phải gọi là siêu rẻ luôn. Em ở ngoài này đi, nó phải gọi là siêu rẻ luôn, chứ nó không phải gọi là rẻ bình thường nữa. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem một cái con diều nhá. Con này là rẻ nhất ở đây, hiện tại là con này là chắc là 1.8 này, con này 1.5 à. Một con 1.5 như thế này, đẹp, nét căn như thế này các bạn ạ, một màu. Đấy, về chỉ việc thả anh nhỉ, về chỉ việc thả thôi. Đấy, nét căn đẹp như thế này mà anh ấy đang bán với cái giá là 400.000 các bạn ạ. 400.000 cho một con diều như thế này, về chỉ việc thả thôi, cõng sáo được không? Cõng được chứ, phải không? Đấy, 400.000 cho một con diều như thế này thôi. Đấy, rất là rẻ. Lắp ghép nhá, tháo ra lắp vào được, mình là tháo cho các bạn xem nhé. Đây, tháo được nhé. Mà phải nói là các bạn ạ, khóa nó rất là to luôn. Ui giời, lắp một người quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Con này thì là, con này là vải thường nhé các bạn nhé. Con này vải thường, đấy, vẫn chống nước bình thường luôn. Đấy, lắp ghép tháo ra lắp vào rất đơn giản, một người chơi được, một mình lắp được. Đấy, chơi trong thành phố thì rất nhỏ gọn. Đấy, loại con này ra nhá. À, con này thì làm được bằng ấy là phun carbon xoắn các bạn ạ. Đây, phun carbon xoắn luôn. Đây, bát cũng bằng carbon luôn. Bát carbon. Đấy, bát bằng carbon, nan bằng carbon. Ở đây còn cuốn dây amiang sao này. Đây, cuốn dây amiang, nhiều anh em hỏi là diều lắp ghép 1.5 đây, ngày hôm nay có 1.5 cho anh em luôn. 400.000. Đấy, anh em nào chốt đơn thì inbox luôn cho mình nhá. Đấy, một con. À, tiếp sau đây thì là một cái này thì nó gọi là cực phẩm rồi. Đấy, cái này nó gọi là cực phẩm. Anh em nào mà chơi diều, thích chơi diều lắp ghép màu mè mà lại không muốn chơi to thì đây, 2m hả anh? 2m. Một con cái này nó gọi là con hổ ưng. À, đây nó gọi là một con hổ ưng 2m. Cũng được làm bằng cái gì đây? Cũng phun carbon luôn anh em ạ. Đây, pad lốc phun carbon xoắn luôn. Đấy, phun carbon xoắn nhá, pad lốc. Hổ ưng rất đẹp. Đấy, nét căng luôn. Không phải là hàng cứ rẻ là không nét, không đẹp, không căng đâu. Đấy các bạn, con này thì là 2m. Anh Cường anh đang bán với cái giá là 650.000. Đấy, 650.000. Đấy, anh em nào kết và có nhu cầu liên hệ anh Cường, liên hệ mình đều được. Hai em mình đều có thể ship cho các bạn được. Đấy, ok anh em nhé. Hổ ưng, hổ ưng ở đây thì có một này, đây một con này, để ở đây này, hai con vẫn còn à?
Áo. À áo chưa lên khung này. Lên xong giá vẫn thế chứ phải không anh? Lên xong giá vẫn thế. Nhưng mà anh em mình ấy nhá, anh Cường anh chỉ sale trong có nghĩa là anh chỉ sale đến khoảng mùng 10 Tết thôi nhá, mùng 10 Tết âm thôi. Sale đến mùng 10 Tết âm thôi, bạn nào nhanh tay thì còn, không thì không còn giá như thế này đâu. Đấy. Đồng giá diều đẹp nét như thế này với có 650.000 cho một con diều 2 mét như này. Bây giờ carbon phải 1 triệu một mét các bạn ạ. Nhưng đây anh ấy làm gọi là làm sale cho anh em. Đây, 650.000. Đấy, nhân dịp Tết này anh ấy sale cho các bạn có diều để chơi Tết đây. Rất đẹp nét, một con, hai con rồi. Đây, con này con thứ ba. Có nghĩa là làm con nào như con đấy, căng nét như nhau, con nào cũng đều thế. Mà các bạn ạ, phải nói là ở đây mình khoái. Mình khoái ông anh này làm diều là như thế này. Anh Cường anh làm diều thì không biết diều to hay diều bé, nhưng mà mình để ý tất cả con diều của anh Cường thì là cái khóa, cái chi tiết khóa anh làm nó rất to. Thế cho nên là kéo khóa vào nó không sợ bật anh nhỉ. Đấy, kéo khóa to vào là nó không sợ bật mà anh em kéo là tự tin tay luôn. Đấy, đều đồng giá 650.000. Đây, con này cũng thế, mấy con nhỉ, 4 rồi, 3 con. Đây là con thứ 4. À đâu, phải không? Phải 3 con không? À 4 con ở đây, 4 con rồi. À đây có 3 con bằng nhau. Đây con này cũng thế, hổ ưng này rất đẹp. Nói chung là cái màu này thả lên trên trời nó rất là nổi. Màu đen nó nhiều hơn tất cả những cái màu mà nó đang phối cho nên nhìn con diều lên trên trời nhìn rất to. Đấy. Padlock nhá, tất cả những con này là đều là padlock này. Đấy. Rất là bình dân luôn, ai cũng có thể chơi được. Giá quá mềm luôn. Em để ý xem cái kia nó có nháy không. Đấy. Anh Cường ơi, con này là hơn 100 đúng không? Ờ. Con này là 2,5 mét à? 2,5 mét tôm và jelly chắc hẳn là những bạn nhỏ ở đây cũng đều rất là thích phải không ạ? Đấy, đến mình còn thích cơ. Mình thì là một con người phải nói là ôi mình là ấy đấy, mình là đàn ông chuẩn đấy, không phải sang pha nhớt đâu, nhưng mà mình rất thích màu mè các bạn ạ. Mình rất thích màu mè và cái kiểu như này. Đấy. Con này lên trên trời cũng rất là nổi. 750.000, chưa đến 1 triệu các bạn ạ. Chưa đến 1 triệu phải nói là nó quá là rẻ luôn. Ai padlock full carbon sắn à? Không, đến con này cao cấp hơn một tí rồi. Đến con này là được khung cái làm bằng carbon trơn. Khung cái làm carbon trơn, có lỗ cắm sáo cho các bạn luôn, về chỉ việc cắm sáo vào chơi, quá rẻ luôn. Ngày hôm nay thì những cái tín đồ gọi là thích chơi hàng giá rẻ mà lại còn chất lượng cao thì vào đây xem cái video này có luôn. Ở bên dưới này thì dùng một cái pad bằng carbon vàng và chơi nan là nan xoắn. Đấy, con này cao cấp hơn một tí mà chỉ hơn 100.000 thôi, 750.000. Đấy, một con diều. Đấy, 750. 650. Đấy. Ôi à, con này to hơn anh ạ. To hơn mà vẫn thế à? To hơn vẫn thế à? Đây là con này to hơn, không bằng nhau đâu các bạn ạ, con này to hơn. Đấy. Ôi giời. Có một con to nhất. Có một con to nhất, bạn nào nhanh tay là được con to nhất rồi đấy. Không, nghe hơi bị khoái luôn các bạn ạ. Ôi giời. Ôi giời, cái con kia bé nhất à? Nó mang đây. Bé rồi lại lạc loài chui vào bên trong này. Ôi giời. Này, hổ ưng này. Đấy. 550. 750. 400. Ui giệt đấy. Hả? À? Có cái gì sai sót ở đây hả anh? 650 là hổ ưng mà. 650. 650 nhập nhầm. lộn. 600. Đây. Đâu phải tựa thế nó mới ấy. Đây nha. Từ 400 đến 700 các bạn ạ. 400.000 này, 650.000 này, 750.000 này, chưa có đạt đến 1 triệu. Và bắt đầu đến cái con hàng tiền triệu thì đây và đây các bạn. Ôi giời ơi. Đập ngay vào mắt anh em, ở đây là một con diều để cho các bạn chơi Tết. Con này mà chơi Tết mà treo trong nhà thì còn gì bằng phải không anh em? Ôi giời ơi. Mèo thần tài. Vâng. Mèo thần tài, chúc mừng năm mới. Ôi giời ơi, cái gì đây? Vạn sự như ý. Đây bên dưới là chúc mừng năm mới. Phải nói là con này để treo trong nhà thì
miễn chê anh em ạ. Con này thì miễn chê. Nói chung là con này để treo trong nhà thì không có cái gì để chê được. Đẹp, nét căng như thế này. Padlock và full nan tím anh em ạ. Đây. Mình có thể cho các bạn xem, mình không không tháo ra tại vì mình rất lười lắp lại. Full nan tím. Nan tím là nan mới ra thì phải. Phải nan tím mới ra không anh? Nan tím mới ra, một loại nan rất là cứng anh em. Không cần độ. Đây là không cần độ đây đúng không anh? Độc nhét vào nó đã thế này rồi. Đấy, độc nhét vào đóng vào như này nó đã ok rồi. Nan cái thì anh ấy sử dụng carbon xanh. Đây. Đa năng xanh. Đa năng xanh và ở bên dưới này thì anh dùng cái này như cái nan diều của em phải không? Carbon đen trơn. Hai cái nan đuôi này thì được sử dụng gọi là carbon xoắn. Đấy. Con này là 2,5 m. Anh ấy đang thanh lý với cái giá là quá là rẻ luôn anh em ạ. Nhanh tay thì còn. Đấy, như đến mùng 10 Tết thôi, có nghĩa là mùng 10 tháng 1 âm ấy thì sẽ đến hết cái ngày mùng 10 đấy là không còn giá này nữa. Anh em có biết cái giá bao nhiêu không? Giá động trời luôn. 2,5 m mà với cái giá bao nhiêu? Chỉ có 1,5 triệu. Quá là rẻ. Không ở đâu rẻ bằng. Đấy, áo thì đẹp như này. Áo này là được chuyển nhiệt 3D. Đấy, in chuyển nhiệt 3D. Vải gì ấy nhỉ? Vải caro in chuyển nhiệt 3D. Đấy. Khóa thì thiết kế khóa vẫn rất là to các bạn ạ. Tha hồ mà kéo đây. Anh em có kéo thoải mái, phá thoải mái này. Không bao giờ rách. Không lo rách. Không bao giờ lo bật khóa. Thường thường chơi những cái khóa bé nó hay bật. Dạ vâng, hôm nay xả hết cho anh em. Đấy, chỉ đến mùng 10 Tết thôi nha các bạn nhé. Đây là một con. Đấy, một con. Và tiếp theo đến cái con này. À, con tôm và jelly này là mấy mét anh nhỉ, quên rồi. 3 mét tôm và jelly, vải gì đây? Vẫn caro đúng không? Vẫn là vải caro in chuyển nhiệt 3D. Đấy. Ôi giời ơi, sao nó nét rồi nó căng mà nó đẹp như thế này. Tôm, cái này nó gọi là tôm and jelly nhỉ? Yeah. Jelly, đấy. Nói là những cái chi tiết in này rất là nét và rất là đẹp các bạn ạ. Đây là con chuột, đây là con mèo. Ô, mình cũng biết đấy, mình biết phân biệt đấy nhỉ. Ok đấy. Được làm rất là cứng cáp luôn. Đây, cầm con diều rất là cứng cáp các bạn ạ. Cầm nó chắc nịch kìa. Đó. Đầu này thì được bịt đầu. Đấy, rất là kỹ luôn. Đấy, bịt đầu này là để chống cho nước nó vào ấy. Đấy, rất là cẩn thận luôn. Pháp đóng tán luôn, thoải mái chơi anh em ạ. Con này thì là anh ấy sử dụng cái khung cái là cái gì anh? Khung cái à? Carbon đen à? Khung cái đấy là carbon. Carbon. Có nghĩa con này nó phun carbon các bạn, ở đây toàn diều phun carbon thôi. Đấy. Cái nan này của nó như nan của em đúng không? À, không vai nhưng mà rất cứng các bạn ạ. Phun carbon luôn. Cuốn bằng cuốn dây amiang luôn. Đây cho các bạn xem. Cuốn dây amiang luôn. Ui giời ơi. 3 mét. Mét căng đét như thế này. Đang được bán sale với cái giá 1,7 triệu. 3 mét đấy các bạn ạ. 1,7 triệu. Có nghĩa là bằng cái tiền làm ra mà có khả năng là còn không đủ tiền. Nếu mà đây là áo in chuyển nhiệt như thế này, áo thường thôi thì là tầm 1,7 triệu là làm được. Đấy. Khả năng là làm được, mình nghĩ là như vậy. Chỉ đủ đồ thôi chứ còn chưa biết là làm như thế nào. Mà với những cái người mà không biết làm như mình, khả năng không làm được thành một con diều mà gọi là nét đẹp như thế này. Đấy. 1,7 triệu, đúng cái giá gọi là giá thanh lý luôn chứ không phải giá sale nữa. Quá rẻ luôn. Đây. Nào. Vứt ra vào đây. Anh em thích con nào thì chọn con đấy nhé. Nhưng mình thấy con này rất nét luôn. Bước đến sang cái hàng tiền triệu là nó sẽ khác rồi. Như đây có một con này cũng 3 mét hả anh ơi? 3 mét hết à? À, con phối màu cũng 3 mét đúng không? Phối màu 3 mét. Ở đây là... À, con này phải zip rồi à? Đến con này phải zip rồi à? Đây là một con diều phải nói với các bạn là nó toàn diện luôn. Cái này nó gọi là hình gì anh? Cái này anh cười anh bảo nó là cái hình chưa biết.
Đấy các bạn cứ tạm biết là cái hình chưa biết đã. Một con diều 3 mét cũng full carbon như thế này. Đây, kéo hết khóa lên cho các bạn xem. Ui giời, 3 mét, nét căng, đánh trống được. Đấy, khóa thì không lệch tí nào luôn, thẳng tắp. Cũng được làm bằng full carbon hết, quấn dây amian. Nó như con này các bạn ạ. Con này nó như con này. Nhưng đúng nó to bằng nhau, khung nan như nhau. Nhưng mà áo nó là vải zip. Con này thì được anh Cường anh ấy đang bán với cái giá là 2 triệu. 2 triệu các bạn ạ. Là có nghĩa là nó vải zip. Đấy, con này nó là vải zip. Nó đắt hơn mấy con này. Đấy, con này là 2 triệu. Con này cả 2 triệu, còn con này là 1 triệu 7. Đấy, con này 2 triệu đắt hơn 300. Về cái vải zip. Đấy. Mà 3 mét nha các bạn nhé. Bình thường các bạn đi làm một con 3 mét full carbon như thế này là của hàng gọi là nghệ nhân ngợi nhủng các kiểu là ấy đấy. Là nó vừa rơi vào 1 triệu 1 mét. Không thì ít nhất cũng phải 700-800 1 mét. Đấy, nó là như thế. Và tiếp sau đây là một cái con cuối cùng. Con cuối cùng các bạn ạ. Một cái con cuối cùng mà phải nói là gọi là như mà mình đi chơi ấy thì là người ta kỹ lắm thì người ta mới làm con này. Người ta mới làm con này để chơi. Các bạn biết đặc biệt là cái gì không? Mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn xem. Giải thích kỹ cho các bạn xem về cái con này. Đây. Con này là một con diều là VIP nhất ở đây, VIP trong cái khu này luôn. Đấy. Cái đặc biệt của nó ở đây là pan mạ vàng anh em ạ. Một con diều 3 mét phối màu nét căng đét như này. Đánh trống được. Áo diều Phạm Văn Nam. Nói về Phạm Văn Nam thì là một người may áo diều là form cái bụng rất là to các bạn ạ. Form bụng rất là to, mình không phải đặt mà người ta tự may áo form rất to. Bụng to thế cho nên cõng sáo khỏe. Đuôi nó cũng to cơ. Ở đây thì có cái bát mạ vàng các bạn ạ. Bát mạ vàng của Du Hoàng. 1, 2, 3 gọi là full bát. Mình quên các bạn ạ, từ nãy giờ mãi nói về mấy cái con diều kia quá. Tức là quên cái đống áo này. Cái đống áo ngày hôm nay thì mình tiện sang bên này không phải là để review cái đọc mấy cái diều kia không. Mà tiện ở đây là mình ôm tất cả cái đống áo này hộ anh Cường. Đấy, ôm tất cả những cái đống áo ở đây. Gọi là mình ôm về thanh lý hộ cho anh Cường để ăn Tết. Đây mình sẽ báo từ cái ít tiền nhất cho các bạn nhé. Báo luôn, báo nhanh. Không nó mất thời gian của các bạn nhiều quá. Đây, tất cả những con áo này. Đây, tất cả những con áo này ở đây là những con áo này là 1m7 này. Đây là con áo xanh 1m5 là còn duy nhất một con này thôi. Đấy. Ở đây là áo đen là tất cả ở đây là đều là đồng 1m7 hết. Đấy, đồng 1m7 mà giá rẻ bất ngờ luôn anh em ạ. Đấy, 1m7 và 1m5 ở đây đều đồng giá là 150.000 hết. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay mình sẽ sale cho các bạn. Tất cả mình sẽ mở một cái áo ra cho các bạn xem nhá. Còn 119.000. Chỉ còn có 119.000 thôi. 150.000 còn 119.000 đây. Áo đỏ một màu, vải thường, lên diều thì bao căng luôn. Mình sẽ ôm về để sell cho anh em. Đấy, anh Cường anh thanh lý hết thì mình ôm hết. Đây, 150.000 sell cho các bạn. Còn 119.000 áo đỏ vải thường, lên diều thì bao căng luôn. Khóa thì bao to luôn nhá. Bao to bao bật luôn. Nào thì áo diều rồi. Mấy trăm nghìn một mét rồi. Bứt hết. Bán hết cho anh em 119.000 đồng giá nhá. 119.000 cái lô này. Ở đây thì còn có giới hạn nữa các bạn ạ. Nhớ nhá, tất cả những cái đống này á chỉ bán đến mùng 10 thôi. Bán đến đúng mùng 10 Tết, hết mùng 10 Tết quay trở về cái giá cũ nha các bạn nhá. Quá 11 thì vẫn được đây ạ. Không, chỉ mùng 10 thôi. 11 không bán giá đấy nữa. Tất cả 1m7, 1m5 đồng giá 119.000 nhá. Ở đây thì có cái mẫu áo Tết như thế này. Mẫu áo Tết như thế này các bạn ạ. Mẫu áo Tết như thế này thì là bán theo mét nha các bạn nhá. Mẫu áo Tết như thế này thì bán theo mét là 150.000 một mét các bạn ạ. 150.000 một mét. Cái áo Tết như thế này là 1m5 phải không? Mét rưỡi hay là 1 mét đây mình không rõ. Anh Cường ơi. Cái con mèo mà anh con mèo mà anh xếp hình lấy cho em ở đây là mét mấy nhỉ? Con này là 1m7 nhá các bạn nhá. 150.000 một mét thì con này là 1m7 thì là vào chỉ có 150.000 một mét mà 1m7 mà tính là 170 là thế nào em?
Ông mày xem như thế thì anh có làm gì còn răng nữa để mà ôm em. Nó vào chỉ hơn 200 nghìn thôi. Một cái áo như thế này. Đấy, vải Cazo in chuẩn nhiệt 3D mèo thần tài nhá. Đây, mẫu của nó thì kia. Mẫu của nó thì kia các bạn ạ. Đây, có mèo thần tài đây. Quay lại cho các bạn xem. Lên thì nó sẽ đảm bảo nó căng như thế này. Là tùy vào tay của các bạn. Nếu mà có thích thì mình mang sang anh Cường anh lên cho các bạn luôn. Giá rẻ bất ngờ. Người ta gọi là Cường tiền lẻ thì không bao giờ có giá đắt rồi. Đấy, chỉ không nào tiền chẵn thì nó mới đắt thôi. Mẫu áo Tết này thì còn khá khá nhá các bạn nhá. 1, 2, 3 này, 4 này. Đấy, nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm. Đây là 100 nghìn này. Đồng giá là 119 nghìn này. Đấy, đồng giá 119 nghìn. Cái này là 150 nghìn một mét này. Đây, ở cái chỗ này thì đồng giá là, đây bên này là 2,5 mét, bên này là 3 mét. Tất cả đều đồng giá là 220 nghìn nhé các bạn nhé. 220 nghìn. Đây là 3 mét này. 3 mét đây. Giờ cho các bạn xem luôn. 3 mét vải vải thường Cazo. 3 mét vải Cazo. Ui, cờ đỏ sao vàng luôn. Ui giời này. Cờ đỏ sao vàng nhá. Đây. Đây cờ đỏ sao vàng các bạn ạ. Cờ đỏ sao vàng 3 mét vải Cazo. Đấy, mình vẫn nhấn mạnh một cái câu là lên nó lên đảm bảo là căng. Nhưng mà cái vấn đề là phải anh Cường anh lên thì nó mới căng. Còn các bạn mua về lên áo thì mình không biết. Nhưng mà đây bán áo cho anh em là có nhu cầu mà mua về tự lên thì ấy. Thì lên. Đấy. Nha các bạn nha. Đồng giá là 220 nghìn. Quả áo 3 mét này. 3 mét và 2 mét rưỡi đều là 220 nghìn. Đấy. Tiếp sau đây là đến quần áo cờ đỏ sao vàng vải zip top hàng xịn đấy. Hàng xịn luôn. Vải zip top cờ đỏ sao vàng. Con này là 201 mét. Con này là 201 mét. Cờ đỏ sao vàng là mấy mét anh Cường ơi? 3,8 mét nha anh em nhé. 200 nghìn một mét con này. Đây. Và tiếp tiếp sau đây là con cú anh em ạ. Một con cú vải Cazo. Cú vải Cazo. Con này là 4 mét à? 4 mét rưỡi. Bán với cái giá là 180 nghìn một mét con này. Ok luôn. Đấy. 180 nghìn một mét. Châu vải zip top. Nói chung là châu này là châu hàng xịn rồi. Đấy. 350.000 một mét. 350.000 một mét. Đấy, anh em thao hồ mà lựa chọn. Châu bẹn này. Châu bẹn này còn có một cái áo này thôi à? Thì là áo to á. À, hàng nhỏ đi đây đúng không? Đấy, ngày hôm nay mình ôm hết cả cái đống này về. Bạn nào mà có nhu cầu mua cái áo nào thì kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại 0397454906 nhá để đặt hàng nhá các bạn nhá. 350 một mét. Ngoài cái đống này ra thì mình còn ôm cả cái đống trong nhà này nữa cơ. Nói chung là hả? À đây, còn cả một cái đống này, nói chung là toàn zip top đi các bạn ạ. Nhiều lắm, mình mở ra thì nó không hết được, xong tí quấn lại nó lười. Mấy cái loại này anh em nào cần áo nào ấy, cần áo nào loại nào thì bây giờ là hiện tại là mình có hết các bạn ạ. Đấy. Hôm nay là mình ôm cả cái đống này về cho anh em xem luôn. Ôi giời, trong này còn nữa cơ, mình chưa lấy được hết. Nhiều lắm. Đấy, anh em cầm ô bóng này vào đây nó tự sáng à? Đây hiện đại thế nhỉ? Đây nhiều lắm các bạn ạ. Đây này, zip top cờ đỏ sao vàng này. Mấy mét này mình không rõ, tí mình ôm về hết. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đấy. Ôm hết cho anh Cường luôn. Đây, rất là nhiều luôn. Nói chung là đếm ra thì nó nhiều lắm. Ok các bạn cứ tạm thời biết là như vậy đi. Đấy. Từ giờ đến Tết thì mình còn nhiều cái hàng giá rẻ bất ngờ cho các bạn lắm. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình để có một cái Tết ngon lành và có những cái đồ chơi nó gọi là ngon bổ rẻ thì mình và anh Cường sẽ phục vụ anh em hết cỡ có thể. Các bạn lấy áo xong các bạn có thể liên hệ anh Cường lên khung được không anh nhỉ? Được chứ đúng không? Ok anh em nhé.